nghĩ đến chuông xoay, người thường nghĩ tới chiếc chuông vận hành ra làm sao, chưa nhắc đến những chiếc chày, đặc biệt là những chiếc chày Lusa 7 màu sắc rất là đặc biệt. Tại sao đặc biệt? Sự vận hành của chuông mang yếu tố của chày rất là lớn, quyết định những cách đánh, những sóng âm rất là quan trọng đối với những chiếc chày khi va vào chuông. Những chiếc chày Lusa 7 màu sắc này có gì đặc biệt? Thứ nhất là được làm bằng da con tuần lộc. Những người Tây Tạng chế tác ra những chiếc chày 7 màu sắc Lusa qua những cái size sau đây, có hai loại chày cứng và chày mềm. Size nhỏ này dùng cho chuông mini, chuông bé, chuông từ size 11 cho đến size 16 là đều sử dụng chày mini này. Size kế tiếp là dùng cho chuông từ 17 đến 22 là sử dụng chiếc chày này. To hơn nữa sử dụng cho size chuông từ 22 cho tới 25, chày cứng chung. Ngoài chiếc chày cứng chung á, thì có kiểu dáng khác, có hình dáng như thế này để gõ và xoay từ trên dưới đều bằng nhau. Chiếc chày to nhất để gõ chuông 24 đến 34, chúng ta sử dụng gõ và xoay sóng rung lên rất là nhanh, sự vận hành nó nhẹ nhàng hơn, chỉ là nửa vòng thôi là sóng âm nó đã lên rồi. Chiếc chày này rất là tiện. Rồi kế tiếp là chày cứng lớn 7 màu sắc Lusa dành đánh cho những bài show bass, và cái độ dài rất là hợp lý. Người Tây Tạng họ đã nghiên cứu khi vận hành những bài trị liệu, những bài show bass của chiếc chày, vận hành nó dễ dàng, thoải mái hơn, không bị mất năng lượng. Healer và Master của chúng ta, cái độ dài của chày làm cho năng lượng của chúng ta không bị mất đi. Chiếc chày mềm cũng vậy, 7 màu sắc Lusa. Những chiếc chày mềm này sử dụng cho chuông từ 18 cho đến 24, cũng rất là nhiều màu. Và kế tiếp là chày bông cứng cũng rất là nhiều màu, nó có size lớn hơn một chút. Cũng là chày bông mà là bông cứng thì cho ra một cái sóng âm nó khác hơn, đặc trưng hơn là chày bông mềm này. Mỗi chiếc chày như vậy là cho ra một cái sóng âm hoàn toàn khác nhau. Để mình hiểu được cách vận hành đó thì mình sử dụng chày này rất là hiệu quả. Người Tây Tạng có nghiên cứu sẵn hết rồi, chúng ta lúc này hiểu và vận hành mang lại hiệu quả rất là cao. Chày bông mềm lớn là đủ độ dài khi vận hành của người healer, vận hành không bị mất năng lượng. Trong những bài show bass hay những bài trị liệu cũng vậy, mình không có sự vướng víu nhiều hơn những chiếc chày chưa đủ chuẩn. Đây giới thiệu những chiếc chày này đến với anh chị em healer và master của chúng ta. Ai có nhu cầu cần sử dụng, like sẽ chia sẻ lại với mọi người giá ưu đãi rất là đặc biệt. Nói rõ hơn là những chiếc chày, những chiếc chuông mà like chia sẻ với mọi người ấy, là like đều có lợi nhuận, nhưng mà like chỉ lợi nhuận tiền này để like cúng dường cho những vị tu sĩ ở những nơi, bất kỳ nước nào like đến. Like mong rằng anh chị em healer và master của chúng ta có kiến thức thêm về những chiếc chày, những chiếc chuông vận hành ra làm sao để có một cái sóng âm nó đạt đến trị liệu những người thân của mình một cách hiệu quả nhất, tốt nhất. Xin cảm ơn mọi người.